Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và các thành viên trong hội Anh Em Dân Chủ sẽ ra tòa vào ngày 5 tháng 4 tới đây. Theo luật sư Ngô Anh Tuấn, người nhận lời bào chữa cho hai nhà hoạt động Nguyễn Văn Trội và Nguyễn Trung Tôn. Sáu bị cáo gồm luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự là bà Lê Thu Hà và các cựu tù nhân chính trị Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyển và Trương Minh Đức. Thông báo của Tòa án thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 3 cho biết sẽ đưa ra xét xử vụ án hình sự đối với 6 bị cáo về tội lật đổ chính quyền nhân dân theo khoảng 1 điều 79 Bộ luật hình sự. Khoảng này có mức phạt từ 12 năm tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Luật sư Hà Huy Sơn cho VW biết, luật sư Đài bị bắt vào cuối năm 2015 theo điều 88 tuyên truyền chống nhà nước. Nhưng tới tháng 8 năm 2017, ông bị khởi tố với tội danh nặng hơn là điều 79, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển, Trương Minh Đức, Nguyễn Trung Tôn và Phạm Văn Trội bị bắt cuối tháng 7 năm ngoái. Năm 2017, trong lúc bị Hà Nội giam cầm, luật sư Nguyễn Văn Đài được trao tặng vắng mặt hai giải thưởng quốc tế về nhân quyền, một do liên đoàn thẩm phán Cộng hòa Liên bang Đức trao tặng và một do tổ chức theo dõi nhân quyền có trụ sở ở mỹ vinh danh